Chào mừng các bạn đã đến với Hư Thần Giới Audio, hãy cùng nhau khám phá tập tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp video nhé. Thật là cứng, ăn chẳng ngon chút nào. Thạch hạo cau mày, những tiếng khen kết khi cắn pháp chỉ thần linh vang lên, cần rất nhiều sức lực thì mới có thể cắn đứt từng miếng nhỏ được, không thể ăn hết một lần được nó dùng hàm răng ma quỷ của mình nhai ngấu nghiến, vẻ mặt tựa như không vừa ý, cảm thấy mùi vị không ngon lắm. Cũng vì lần gặp nạn trước kia mà Pháp chỉ đã không còn đầy đủ nữa, vì vậy khi đối đầu với thập ngũ gia mới không thể công kích toàn bộ, phát huy thần uy có hạn dẫn đến vũ tộc xấu hổ. Xét đến cùng, mầm tai họa là ở đây, tất cả là do tên nhóc hung tàn này đã ăn đi một góc nhỏ Pháp chỉ lần trước khiến cho Pháp khí thần của bọn họ bị hao tổn dẫn tới uy lực yếu đi rất nhiều hiện tại tình cảnh này lại tái diễn, đám người vũ tộc sao không phát điên cho được, cơn lửa giận từng người đều bốc cháy trong lòng, đặc biệt là một ít ông lão suýt chút nữa đã ngất đi rồi. Việc này còn có thiên lý hay không? Tại sao nó lại lấy được một tấm, cứ như là thỏ cắn củ cải ở nơi đó, tiếng kênh kết vang lên, ăn vô cùng hăng hái. Đám người đồng loạt ra tay, đánh mạnh về phía trước, biến đổi linh hoạt vô cùng đẹp mắt. Thạch Hạo một bên gặm pháp chỉ thần linh, một bên lấy ra chén sứ, chiếc chén sứ này tỏa ra khí lành mà còn chuyển động vòng tròn. Sau khi dùng kiếm gậy phá tan phong ấn của đáy chén thì nó mới phát hiện uy lực của chén vô cùng mạnh mẽ. Dèo. Cũng trong lúc đó, có mấy người bị nhấc lên khỏi mặt đất bay ngược về phía thạch hạo rồi nhanh chóng chui vào trong chén nhỏ. Trong miệng chén lượn lờ từng tia hào quang nhanh chóng luyện hóa những người này thành một vũng máu, sau đó tự động tống ra bên ngoài. Đưa lại pháp chỉ thần linh đây, có người hét lớn. Trên đường phố, bên ngoài phủ đệ Vũ tộc, cả đám người há hốc miệng, toàn bộ những người đang xem chiến đều cảm thấy khó mà tin được, đó chính là dấu ấn thần, chịu lấy uy năng của Vũ thần, kết quả bị ăn mất. Mọi người cảm thấy bộ tộc này quá suy xẻo, nếu như chỉ một lần thì không nói, đằng này đây lại là lần thứ hai, hình như pháp chỉ này chuyên muôn để hùng hài tử ăn. Kẹt kết Thạch Hạo dùng sức cắn mạnh, rút cuộc nhai cũng gần hết nuốt được xuống dưới cổ họng, nói, cứng quá, cứng hơn so với lần trước một ít. Người, đi chết đi, có người quát lên, mở ra trận pháp, kết quả vẫn vô dụng như lần đầu, thạch hạo rút lui, không có đi vào trong sát cục mà bọn họ đã bày ra. Tại sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Pháp chỉ thần linh vì sao lại chạy tới bên nó? Cha cho ta, một ông lão quát to bởi vì bọn họ mới mở ra thần miếu, chỉ vừa mới mở ra tế đàn chứ chưa có chân chính dùng pháp chỉ để tiêu diệt kẻ địch. Duệt Kim quang lấp lánh, nơi sâu nhất trong cấm địa vũ tộc, trong hậu viện, lại có thêm một mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng biến mất, sau đó bay về phía thạch hạo. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tháp đã nuốt một tấm lớn, chỉ có điều người khác không thấy rõ mà thôi còn có hai tấm đã bị hút đi hết sát khí và kim quang, một tấm lại rơi lên trên bất diệt kim thân, một tấm xuất hiện ở trong tay Thạch Hạo. Vậy thì tạm ổn, chưa đều mới đúng, tâm lý lần này của Thạch Hạo khá hơn trước, không còn cảm thấy mình chịu oan ức nữa. Kẹt kết. kết. Nó lại gặm như là gặm củ cải, nhét vào trong miệng, thanh âm kết kết vô cùng chói tai vang lên bởi vì vật này quá cứng đám người vũ tộc như phát điên thật sự là rất kỳ lạ tại sao tên nhóc này lại lấy được hai tấm một tấm thì tan vào trong chiến y màu đen hóa thành từng sợi ánh sáng rồi biến mất còn một tấm lại trở thành món ăn của nó chuyện này cho dù là vài tên lão tổ lớn tuổi nhất trầm ổn nhất cũng phải tức giận không thôi nhanh ngăn nó lại nhanh chóng thu lại pháp chỉ cho ta bọn họ tức đến nổ phổi, dâu mép dựng đúng, hận không thể lập tức lột ra tên nhóc con này, thật là muốn làm người ta tức chết mà, làm sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Phường xa, toàn bộ những người xem chiến đều trận tròn mắt, không biết phải nói ra sao. Vốn là một cuộc đại chiến sinh tử, sẽ cực kỳ thê thảm, đặc biệt khi vận dụng pháp chỉ vũ thần thì biểu thị tất có huyết kiếp nổ ra, thế nhưng hiện tại lại có cảm giác sung sướng. Không sai, mọi người cảm thấy rất sung sướng, vũ tộc quá hào phóng, đưa pháp chỉ thần linh cho người ta ăn luôn. Ta nói rồi, đạo huynh vũ tộc, cho ta một tấm để nếm thử mùi vị như thế nào đi, có người la lớn tạo nên rất nhiều tiếng cười. Tiểu huynh đệ, pháp chỉ kia ăn ngon không thế, có người hỏi thạch hạo, dựa vào câu hỏi này để chọc vũ vương phủ. Chẳng ngon tí nào cả, cứ như là da trâu vậy, mùi vị lại không hấp dẫn, thạch hạo đánh giá. Hà hà, những tiếng cười lớn truyền ra từ đường chính. Đám vũ tộc nghe thấy thế thì từng người đều tái xanh mặt mày, đúng là trắng trợn không chút kiêng rẻ, thiếu niên này khiến cho bọn họ đau đầu hơn cả đại ma thần, trêu chọc kiểu này. Chế nhạo kiểu này, ngày sau vũ tộc sao còn dám đặt chân ở Hoàng Đô nữa chứ? Đối với gia tộc thượng cổ mà nói, đây là chuyện tình vô cùng gay go, uy tín, danh dự được bọn họ coi trọng vô cùng, kết quả lại bị người khác trà đạp dưới chân. Bẩm lão tổ, pháp chỉ thần linh tự động bay đi mấy tấm, không phải là do chúng ta lấy ra, có người nói nhỏ bẩm báo tình huống đang xảy ra. Vậy thì Tây Pháp chỉ cho ta, một ông lão hét lớn, chịu không được loại gì nhục như thế này, gầm hết mọi người, để cho bọn họ lấy Pháp chỉ thần linh tiêu diệt hùng hải tử. Tuy rằng còn rất nhiều người trong lòng vẫn ngờ vực, sinh ra cảm giác không rõ ràng, thế nhưng cũng không dám bình chỉ động tác, lão tổ đã ra lệnh ai dám không làm. Lần trước Vũ Vương bị đại ma thần bắn một mũi tên hủy đi nửa thân người dưới, hầu như phế bỏ nên đã rời đi Hoàng Đô từ lâu để tới tổ địa tu dưỡng, hiện lại chỉ còn lại mấy vị lão tổ quản lý. Bọn họ ra lệnh đó chính là ý chỉ không cách nào kháng địch được. Pháp chỉ rực sang xuất hiện, đó là những tấm nhỏ, không phải là một tấm lớn thế nhưng có thể ghép lại được với nhau tạo thành một thể, giờ khắc này tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như là một vòng mặt trời những ánh màu vàng rừng rực lần lượt bay ra bốn phía an lành và thần thánh đồng thời cũng có một loại uy nghiêm vô cùng to lớn khiến người khác không dám chống lại phải thần phục hắn đây chính là vật dẫn chịu ý chí của thần chuyển hóa trở thành pháp khí thần linh truyền thừa năm tháng dài đằng đẳng từ lâu đã thông linh có thể nhìn thấy việc trên tấm pháp chỉ này có rất nhiều văn tự mỗi một ký hiệu đều là một loại đạo tắc đó chính là sự thể hiện của sức thần trật tự nếu rơi lên trên cơ thể người khác thì sẽ bị tiêu diệt ngay sợ dĩ trong thế giới hiện thực thạch hạo có thể ăn pháp chỉ này đó là do tiểu tháp đã lột bỏ hết những phủ quang của tờ giấy này rồi khiến cho nó không cách nào thương tổn đến người khác tầm pháp chỉ kia được lấy ra không ngừng tổ hợp với nhau ở trên trời cao rồi hạ xuống thần uy cuồn cuộn thần hà dâng trào khấy động lòng người khiến người run rẩy những người trên đường phố đều ngậm miệng bởi vì bọn họ chịu phải áp lực quá lớn rất nhiều người ý chí hơi yếu liền ngã lan trên mặt đất càng có nhiều người lùi lại sau, càng người run rẩy. Tầm pháp chỉ này thiếu mất mấy tờ, lẽ nào để do ta ăn sao? Thạch hạo lầm bẩm, âm thanh không lớn thế nhưng đủ để rất nhiều người nghe thấy. Khi đám vũ tộc nghe thấy thế thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà đám người nơi xa xa thì lại suýt chút nữa bật cười, nói cho cùng, pháp chỉ của vũ tộc hình như bị phá hủy ở trên tay của nó. Chỉ do ở dưới thân uy như thế nên người khác không thể mở miệng cười được, chỉ có một nhóm người khoái miệng hơi giật giật giết lão tổ của vũ tộc hết lớn hắn muốn nhìn tận mắt xem thử đến tột cùng là sức mạnh nào đã cướp lấy những mạnh vỡ pháp chỉ nhưng mà khi đại sát khí này chưa hạ xuống thì hào quang đang hừng hực trở nên phai mờ như là bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó chặn lại sau đó ba tấm pháp chỉ đột ngột biến mất lại nữa rồi thật là vất vả thứ này ta chẳng thích ăn chút nào giọng của thạch hạo lại chuyển tới quả nhiên đang nắm lấy một tấm nhét vào trong miệng một tấm thì hòa thành một thể với chiến y màu đen và cứ thể biến mất, còn tấm thứ ba thì đám người vũ tộc không thấy đâu cả, không biết đã chạy tới nơi nào rồi. gặm xong tấm thứ hai, toàn thân thạch hạo phát sáng, trong cơ thể xuất hiện phù văn không tên, ánh sáng kinh người. đây chính là thứ tốt, thần năng kinh người, trước tiên cứ lưu lại, khi nào tiến vào minh văn cảnh thì dùng tới. thạch hạo lầm bầm, thu tấm thứ ba vào túi thần khôn. trả lại đây, trong đám vũ tộc có người kêu to không trả thạch hạo liếc nhìn bọn họ trả lại pháp chỉ thần linh cho tộc ta con mắt của những người này đều đỏ rực đều là của ta thạch hạo nhìn bọn họ cặp mắt chuyển động khiến cho đám người này chỉ biết giơ tay nhấc chân mà chẳng biết làm sao đến giờ phút này sắc mặt lão tổ vũ tộc trở nên xám xịt tâm tính vô cùng khó chịu bảo những người khác thu lại pháp chỉ không bao giờ lấy ra nữa thời khắc sống còn, những mạnh vỡ pháp chỉ liên tiếp biến mất, lại ít đi sáu tấm, tấm pháp chỉ màu vàng nhạt đã tổ hợp lại với nhau bây giờ chỉ còn lại nửa tấm. Thời khắc này, đám vũ tộc có cảm giác muốn tự tử cho xong, rất nhiều người vẻ mặt như đưa đám, đây quả thật là rất nhục nhã mà. Nên đi rồi, tiểu tháp nhắc nhở. Sao không lấy hết luôn, thạch hạo không rõ. Ta đã đi hết một sợi dây theo rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phá hủy sự cân bằng, tiểu tháp lên tiếng trong lòng Thạch Hạo dâng lên một luồng hơi lạnh, không biết vì sao mỗi lần nghe nó nói hai chữ cân bằng thì đều cảm thấy có một luồng sát cơ lạnh lẽo đang bao phủ toàn bộ đất trời. Thạch Hạo xoay người, đi ra ngoài. Chạy đi đâu, có người của vũ tộc bước ra khỏi đại trận, truy kích ra bên ngoài. Duệt. Thạch Hạo xoay người, dùng kiếm gậy quét ngang, anh kiếm dâng lên lập tức có mấy người bị chém ngang người, một người trong đó là một vị trưởng bối, là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong vũ tộc trước mặt sức chiến đấu vương hầu trưởng bối cũng không đáng chú ý cho dù là lão tổ cũng không ăn thua vẫn là kém một chút đám vũ tộc các ngươi nên an phận một chút thì có thể sinh sống thêm vài năm nữa các ngươi hiểu chứ thạch hạo xoay người lưu lại lời nói cuối cùng đây là uy hiếp một cách trắng trợn tiểu tháp không tiếp tục ra tay nó đã không còn cách nào có thể đối phó với tấm pháp chỉ thần linh kia nữa không thể tấn công vào trong được nên nhanh chân xoay người rời đi đại sát phạt chân chính, nó chuẩn bị để đành cho thái cổ ma chu chứ không phải ở đây, bởi vì nó cảm thấy nơi đây mà sử dụng một lần cơ hội của tiểu tháp cho thì thật sự quá lãng phí. Mọi người thán phục, cảm thấy không thể nào tin nổi, chỉ là một thiếu niên mà thôi, quạt mắng và uy hiếp một vương tộc, ngang ngược như vậy, xoay người rời đi mà cũng chẳng ai dám ngăn cản. Chọc lát thạch hạo đã biến mất khỏi vũ vương phủ, bởi vì nó có bảo thuật côn bằng, tốc độ rất chi là nhanh. Nó biết, thân phận bại lộ, vũ tộc vừa mới biết thì nhất định sẽ báo ngay cho đám người thạch tử đằng. Ngồi yên cũng không được, không bằng bản thân ta tới nhà nói cho các người biết vậy, thạch hạo quyết định, nói cho bọn họ biết mình chính là thạch hạo, không cần che giấu làm gì nữa. Ngoài ra, chủ yếu nhất chính là, nó đón một người, đứa nhỏ này đã cho nó một ấn tượng vô cùng đẹp. Trong lòng thạch hạo ẩn chứa một nơi rất mềm mại, luôn nhớ tới tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu mà tính tình lương thiện kia khi nó lâm vào cảnh khó khăn, thân thể không thể động đậy ngay cả thần trí và ký ức đều mơ hồ thì rất nhiều người ở võ vương phủ đều bỏ mặt nó, không một ai để ý, không một ai làm bạn. Chỉ có mỗi chiếc giường lạnh lẽo bên cạnh, vào lúc đó, một bé gái tên là Aman trong giữ bên giường bệnh nó, trong mắt luôn rưng rưng nước mắt, mọi thời mọi khắc đều nhắc nhở nó không được quên. Nó chính là trí tôn, là một trí tôn trời sinh. Aman chính là con cháu của một hại nhân nhưng trời sinh thông minh nên có thể tiến vào sân sau chăm sóc thạch hạo. Nó bị bệnh, sinh bệnh khó mà bảo vệ được. Những đường huynh đường tỷ thường này rất nhiệt tình, còn có những tộc nhân trước kia dự đoán được nó sẽ một bước lên trời, sau khi biết được bệnh tình của nó thì đều xa lánh, không muốn lại gần nó nữa, chỉ có mỗi Aman chăm sóc nó. Những ký ức khi còn bé, thông qua liệu thần nói rõ, khi đó Thạch Hạo mới thấy thấy rõ ràng rất nhiều hình ảnh, ân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Khi nó mất đi trí tôn cốt trở thành một bệnh nhân sắp chết thì nếm trải rất nhiều điều. Đã nhiều năm trôi qua, không biết Aman như thế nào rồi, không biết cô bé có khỏe hay không. Đã từng có ước định, khi Aman thấy ký ức của nó mơ hồ, thần trí suy yếu thì nàng luôn muốn nó nhớ tới, không muốn nó quên tên của nàng. Aman tỷ, ta đã trở về, lần này đến tìm ngươi, đưa tỷ ra khỏi võ vương phủ. Thạch Hạo khẽ nói, trên gương mặt mang theo vẻ thương cảm của hồi ức, cũng có một loại ao ước muốn được gặp lại người thân và nụ cười ấy. Hoàng Đô trở nên nháo loạn, trận chiến ở Vũ Vương Phủ đã chấn động toàn bộ thủ phủ, tất cả mọi người đều trận mắt mà kinh ngạc, tin tức sau khi truyền ra liền trở thành đề tài nóng bỏng. Cũng không phải ai cũng chạy tới xem chiến, cũng có rất nhiều người vừa mới nhận được tin tức, từng người đều nghẹn họng trừng mắt, chuyện này cũng quá khó tin mà. Sau khi đại ma thần tới, Vũ Vương Phủ lần nữa bị người hủy đi, mảnh sân thật lớn trở thành phế tích, đồng thời Pháp chỉ Vũ Thần cũng bị người ta ăn đi mấy tấm, đây cũng quá, ảo. Ban đầu, rất nhiều người cũng không có tin, chỉ một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, không ngờ lại trình diễn một vở kịch lớn như vậy, khó mà tin nổi, thập phương khiếp sợ. Vũ tộc thật sự là gặp vận đen tám đời mà, liên tục bị hai người công phá phủ đệ, uy danh càng trở nên lớn hơn, hy vọng đã tự tan. Châu người lung tung, đầu tiên là chủ động kêu gào trước đại ma thần, tuyên bố muốn thay võ vương thanh lý môn hộ, sau lại trêu lấy hùng hải tử nhân thần cộng phẫn, kết quả thế nào hả, gặp báo ứng ngay. Nói cho cùng, mọi người vẫn rất là kinh ngạc đối với hùng hải tử, mặc dù biết được nó có thiên phú kinh thế, nhưng chưa bao giờ người tới, chỉ dựa vào chính mình mà dám đăng lâm vũ vương phủ, làm ra chuyện tình kinh thế hãi tục như thế. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực lớn đang tìm kiếm, đây chính là đứa nhỏ hung tàn đã mở ra mười động thiên, được xưng là thiếu niên trí tôn. Một người nổi danh từ hư thần giới, chân chính là một kỳ tài ngút trời xuất hiện trước mặt mọi người, đáng giá để các thế lực lớn lôi kéo, chỉ cần nó không chết, thành tựu trong tương lai không thể đoán được. Đương nhiên, cũng có người lòng dạ khó lường, đang âm thầm điều tra xem có cơ hội giết chết nó hay không, tỉ như gia tộc thác bạt cổ xưa, hoặc là tứ đại gia tộc khi hoàng đô trở nên hỗn loạn thì thạch hạo đang đi tới trước một phủ đệ vô cùng to lớn kinh ngạc mà nhìn đây chính là nơi mà nó đã sinh ra ư bậc thang cẩm thạch hai bên có thủy thú vô cùng to lớn nằm dài cửa lớn có màu đỏ son một phủ đệ vô cùng hùng vĩ tòa phủ đệ này xem ra khí thế còn hơn cả vũ vương phủ càng to lớn hơn thế nhưng nơi đây chỉ khiến nó bị bệnh bị thương lưu trú ngắn ngủi không tới một năm thì rời đi năm đó rất nhiều tộc nhân đại chiến với thạch từ lăng tất cả đều dựa vào mỗi phụ thân nó để mở ra một con đường máu, bảo vệ nó rời đi. Vào lúc ấy, những huynh đệ lâu năm của Gia Gia, bằng hữu của phụ thân, toàn bộ đều đã rời khỏi phủ, vào lúc đó tòa phủ đệ này cứ như là một tường thành cô độc lạnh lẽo. Thạch hạo tâm tư vạn ngàn, năm đó chỉ có mình Aman mới mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp cho nó mà thôi này thiếu niên người đứng ở đây đã lâu rồi chắc có chuyện gì đó nếu không có chuyện gì nữa thì hãy nhanh chóng rời đi đi trước cửa võ vương phủ có vệ sĩ mở miệng nói thạch hạo kinh ngạc nơi này không hề có chút vinh váo hung hăng nào đối phương nói chuyện rất ôn hòa chẳng giống như trong dự đoán của nó gì cả ta thấy hình như các ngươi muốn đuổi ta đi thì phải nó cười đầy rượu cợt nếu như là trước đây thì ngươi chắc chắn đã bị đánh đuổi rồi, lần trước thập ngũ ra trở về mấy tên vệ sĩ còn chế nhạo ông, kết quả đều bị giết chết cả, vài tên vệ sĩ cười cợt. Ta đã nói rồi, Thạch Hạo khẽ nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là tới phủ đệ để thăm hỏi, có người ngờ vực nhìn nó. Không sai, ta muốn vào võ vương phủ, Thạch Hạo bình tĩnh nói. Ngươi là, bọn họ vô cùng kinh ngạc, đây chỉ là một thiếu niên thì tìm ai ở đây chứ? Đúng lúc này trên đường phố trở nên náo loạn, có mấy người nhanh chóng chạy tới, như muốn tiến vào trong võ vương phủ, hiển hiên đây đều là con cháu trong tòa phủ đệ này. Hoảng hốt cái gì hả? Một vị chiến tường từ cửa phủ đi ra, quát hỏi bọn họ. Xảy ra chuyện lớn rồi, vũ vương phủ không chỉ bị người hủy đi mà ngay cả pháp chỉ thần linh cũng bị ăn mất, chúng ta trở lại phủ để bẩm báo. Người chạy trước tiên mở miệng, bỗng nhiên tập trung về phía thạch hạo, nói, ngươi, sao lại ở đây, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Vương phủ xảy ra chuyện các tộc lớn đều biết cả, nhưng còn rất nhiều chi tiết cần phải có tộc nhân thám thính và bẩm báo. tỉ như quá trình chiến đấu diễn ra như thế nào? Trời ạ, à, đứa nhỏ hung tàn đến phủ chúng ta, đám người chạy về thấy thế thì hồ to. Bảo vệ cửa cũng giật mình, ngay cả tên chiến tướng kia cũng nhịn không được mà lui về sau vài bước, cẩn thận đánh giá thạch hạo rồi lộ vẻ kinh dị. Người đến bái phủ, một đám người kinh ngạc. Đây chính là một sát tinh lại chạy tới nơi đây, đừng nói là cũng sẽ dở bỏ võ vương phủ chứ, khiến cho mỗi người đều lo sợ bất an. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đối mặt với mọi người, nói là mình cũng không muốn khai chiến. Tên chiến tướng kia gật đầu rồi thở mạnh mời nó vào trong đại sảnh chờ bọn họ đi bẩm báo. Chuyện này rất lớn, tất cả mọi người đều sợ xảy ra vấn đề gì nên cũng không dám xem thường, khi đối mặt với nó lại có cảm giác như gặp phải đại địch chuyện này làm bọn họ cảm thấy hoang đường, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại tạo cho bọn họ áp lực lớn như thế. Thạch Hạo chờ giây lát, yên lặng suy nghĩ, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến vào trong tòa phủ đệ. Bởi vì nó sợ Vũ Vương phủ truyền đi tin tức báo cho Thạch Tử đang biết mình chính là Thạch Hạo, vào lúc đó muốn dẫn theo amani đi thì hơn phân nửa là không dễ rồi nó hóa thành một làn khói nhẹ xuyên hành trong phủ, dựa vào ký ức năm xưa ở trong đầu nên cũng không có nhầm, hướng về khi vực từng ở lại năm đó. Aman ở nơi nào? Nó hỏi một tên người hầu. Năng ở bên kia, nhưng mà, người hầu vẫn chưa nói hết thì thạch hạo đã biến mất, việc này khiến cho hắn khiếp sợ, tốc độ cũng quá nhanh mà. Aman, ta là thạch hạo, ta đã trở về, tới đón người đây, thạch hạo vọt vào trong khu nhà nhỏ vô cùng u tĩnh trong đó có một cô gái ngẩng đầu, giật mình nhìn nó. Ngươi không phải là Aman, nàng ở nơi nào? Thạch Hạo có một trực giác đây không phải là Aman tỷ năm đó. Aman được thập ngũ ra mang đi rồi, rời đi võ vương phủ đã từ lâu vẫn chưa trở về, thiếu nữ này miệng lưỡi lanh lợi, nhanh chóng nói ra những lời này. Tại sao sắc mặt ngươi lại tái nhợt như thế, dáng vẻ rất khiếp sợ. Thạch Hạo hỏi nàng, đối phương tuy rất nhanh nói ra những chuyện này thế, nhưng khi nhìn nó, rõ ràng là bộ dáng như gặp thấy ma. Ngươi thật sự là thạch hạo thiếu gia, thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết ta. Amanti thường nhắc tới ngươi, nói là ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ trở về và cũng sẽ nhớ tới nàng, thiếu nữ lên tiếng. Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, thạch hạo ngồi trên một gò đá trong viện, nhìn tiểu viện đầy u tĩnh, cảm nhận được loại ôn nhu, còn có chút chua xót. Aman lại tin nói như thế, toàn bộ người của võ vương phủ trước kia đều cảm thấy nó sẽ chết đi chỉ có a man cẩn thận chăm sóc khóc lóc vì nó phải nhớ không được quên phải sống sót đã nhiều năm rồi nàng vẫn không có quên nói mình sẽ trở về sẽ đến tìm nàng a man thạch hạo khẽ gọi vẫn còn nhớ dáng vẻ xinh đẹp con mắt to tròn chỉ là nhiều năm trôi qua chắc dáng vẻ của nàng đã thay đổi rồi khi mới vừa vào trong viện thì nó biết được Aman không ở phía sau, trong lòng có chút hoảng sợ, chỉ lo xảy ra chuyện gì, không ngờ ra ra của mình lại mang nàng đi rồi. Tại sao? Thạch Hạo hỏi. Hiển nhiên thiếu nữ này rất thông minh, luôn biết nó muốn biết thứ gì, nhanh chóng nói hết tất cả. Thập ngũ ra biết chuyện năm xưa, biết Aman tỷ đã từng chăm sóc ngươi, hơn nữa Aman tỷ lại thông minh, thiên tư phi phàm cho nên mới đưa nàng rời đi. Aman rất lợi hại phải không? Thạch Hạo mỉm cười rất lợi hại, năng là thiên tài, luôn giấu kín trong tộc không cho người ngoài biết được, coi như lưu lại một nội tình. Hơn nữa, thập ngũ gia đại chiến với con nhện lớn kia thì Aman tỷ từng nhắc nhở, lúc đó hấp dẫn sự chú ý của thập ngũ gia, thiếu nữ nói luôn miệng, hiển nhiên quan hệ với Aman không tệ. Aman, Thạch Hạo nghĩ đến chuyện khi còn bé, rất là ấm áp, khi đó Aman đã rất thông minh rồi, hôm nay tuy không có nhìn thấy thế nhưng lại nghe được những tin tức rất tốt. Thật sự người chính là Thạch Hạo thiếu gia mà Aman nói, thiếu nữ bạo dạng hỏi. đúng thế, Thạch Hạo gật đầu. trời ạ, à, ngươi là trời sinh trí tôn, thiếu nữ cảm thấy đầu óc suy nghĩ không kịp, một người được cho rằng đã chết giờ lại trở về. già già ta giận Aman đi tới nói nào thế? ta không biết, thiếu nữ lắc đầu. ngay khi đó, võ vương phủ trở nên nháo loạn, trở nên ầm ỉ, thậm chí là kinh động tới bên ngoài, trên đường có rất nhiều người đứng, lộ vẻ ngờ vực. làm sao thế? thiếu niên hung tàn kia đã tiến vào võ vương phủ, thì nhưng lại biến mất không thấy đâu, khiến cho phủ như gặp phải đại địch. Trên thực tế, trong vương phủ quả thật đã trở nên rất loạn, sát tinh tới cửa, kết quả lại không gặp, khiến cho rất nhiều người vô cùng căng thẳng. Nên biết, thiếu niên kia vừa đối phó xong vũ tộc, hiện lại lại tới đây, dù là ai thì cũng đều hái hùng khiếp vía. Thạch Hạo nghe được tiếng huyên náo nên nhanh chân chạy về đại điện, khi vừa xuất hiện thì lập tức có một đám người tới vây xung quanh, bầu không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm. Xa xa, Thạch Tử đang bước nhanh tới, xung quanh dẫn theo một đám người. Hướng khác cũng có một nhóm ông lão tới, hiển nhiên nhóm người này không ưu gì Thạch Tử đằng, hai bên đối lập nhau. Đây chính là đứa nhỏ ở hư thần giới, từng tạo nên vô số sóng gió, vừa này còn đại náo cả vũ vương phủ, hủy đi rất nhiều cung điện, có người nhỏ giọng nói rất nhiều người đồng thời nhìn lại, cứ như là gặp phải đại địch. Nghe nói nó ở hư thần giới mở ra 10 tòa động thiên, được xưng là thiếu niên trí tôn, rồi lại phá kỷ lục của thạch nghị nữa, có người hỏi. Không sai. Những lời này vừa lọt vào tai của người võ vương phủ thì cảm thấy không giống nhau, đám người thạch tử đang ánh mắt lạnh lùng mà đám lão nhân kia thì lại giật mình và tiếc nuối. Vốn là, võ vương phủ cũng sẽ có một thiếu niên trí tôn, chỉ là đã chết rồi người thật là không bình thường đấy, sau khi đại náo vũ vương phủ rồi lại nghĩ tới làm loạn ở võ vương phủ ta sao, có người đứng ở bên cạnh thạch tử đang lạnh lùng nói. Người đến tột cùng là ai? Một người khác quạt hỏi. Ta tên Thạch Hạo, Thạch Hạo đường đường chính chính báo ra tên mình, không hề che giấu chút nào, thanh âm như xét chấn động cả võ vương phủ, càng là truyền ra bên ngoài ta tên Thạch Hạo, chỉ bốn chữ mà thôi thế nhưng lại cứ như là một tia sấm sét khiến cho vẻ mặt đám người này trong nháy mắt biến đổi rồi lùi lại mấy bước, còn người co giúp nhìn chằm chằm nó. Còn có rất ít người chẳng biết gì cả, tỉ như những con cháu sinh ra sau này cùng với những tôi tớ mới tiến vào trong phủ, họ cũng không biết tình ham năm đó. Cho tới ngoại giới khi nghe được cũng có rất nhiều người nghi hoặc không thôi, cảm thấy được võ vương phủ đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì cần gì phải nhấn mạnh những từ đó như vậy chấn động cả mười phương người nói người tên là thạch hạo một ông lão giọng run run tròm râu trắng như tuyết cũng run lên kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mặt cho tới đám người thuộc thạch nghị nhất mạch cũng lộ vẻ khiếp sợ cứ như là gặp phải ma nhìn chằm chằm thạch hạo bọn họ khó mà tin được nhìn thiếu niên anh tư bộc phát mà không tự chủ run lên trong lòng xuất hiện luồng khí lạnh cái tên này thật là khiến cho người ta chấn động bọn họ cảm thấy cơn bão táp đã tới nơi rồi hắn tên là thạch hạo rất đặc biệt sao? Một thiếu niên mười mấy tuổi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, cảm giác có chút không hiểu. Người nhỏ giọng một chút, ở bên cạnh hắn, có một người trẻ tuổi dùng giọng nghiêm khắc nhắc nhở, liếc nhìn hai bên rồi mới thấp giọng nói, người đã quên cái tên Hạo Nhi mà thập ngũ gia đã nói ư? Ừ, chính là cái tên này, đại chiến không lâu trước đây chính là vì nó nên mới xảy ra. Cái gì? Hạo Nhi chính là nó? Những tên tiểu bối cùng với những người không biết tình huống năm đó, khi nghe thấy thế thì trận tròn mắt. Tất cả cảm thấy không thể nào tin được. Ngày xưa, phó vương phủ xảy ra tai họa, những người biết nội tình trong đó thì tự nhiên hiểu rõ, những người không biết thì vĩnh viễn không thể biết, sự kiện đó được coi như là cấm kỵ, phong tỏa hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Vì vậy, có một vài đứa nhỏ mười mấy tuổi cùng với những con cháu nhỏ tuổi hơn chỉ loáng thoáng nghe thấy cha mẹ của bọn họ không muốn nói nhiều về chuyện này. Hắn là Thạch Hạo, là hậu nhân của thập ngũ gia, có người nói nhỏ, nhanh chóng truyền khắp trong phủ. Thạch Hạo là ai, từng là một cấm kỵ trong phủ không cho bất cứ ai nói tới, thân phận và lai lịch của nó khiến cho những con cháu tuổi tác đang còn nhỏ khiếp sợ. Đến giờ thì mọi người cũng đã rõ ràng vì sao những ông lão, trung niên ở trong tộc lại nghiêm túc như thế. Rất nhanh, dù là tiểu bối ở trong tộc hay là hạ nhân mới vào trong phủ đều đã hiểu rõ, mỗi một người đều hít một hơi khí lạnh. Sao có khả năng chứ? Mười mấy năm đã trôi qua, đứa nhỏ kia vẫn còn sống, một ông lão âm thanh hơi run, không thể nào tin được. Ta chính là Thạch Hạo, Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, thoải mái, bình thản, âm thanh như dòng ngâm, khẽ động dưới trời cao. Hậu nhân của lão thập ngũ, ta không có nằm mơ đấy chứ, vậy mà còn có thể gặp lại đứa bé kia, một ông lão khác cảm thấy nhiệt huyết cả người dưng trào, kích động suýt chút nữa đã hét lớn lên. Ngay cả đám thạch tử đằng về mặt cũng vô cùng khó coi, càng có người trên mặt trắng bệch như thiếu máu, tâm thần không yên, cảm thấy họa lớn đã đến rồi ngay cả bản thân Thạch Tử Đằng, lúc này vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, mất đi bình tĩnh và thong dong ngày thường, hai mắt của hắn như điện không ngừng đánh giá thiếu niên này. Tầm bậy, người kia sớm đã chết rồi, nói, đến tột cùng ngươi là ai, vì sao lại dám đến võ vương phủ ta mạo danh, cố ý gây rối hả? Một ông lão thuộc một mạch Thạch Hạo mở miệng, hàn quang trong mắt lóe lên. Khi nghe được có người nói như vậy, lập tức có người khác hùa theo, nói, đúng là thời buổi loạn lạc mà, cái gì châu bò rắn rết đều xuất hiện, vậy mà lại có người dám tới võ vương phủ ta lừa bịp đây là chán sống ư các ngươi còn nhìn cái gì bắt hắn lại cho ta rất nhiều người thuộc mạch này liền hiểu ý hiện tại cho dù đánh chết cũng không thể thừa nhận thân phận của nó cho nên phải tập tức hành động tiêu diệt nó các ngươi muốn làm gì một bên khác có vài ông lão gào thét cứ như là những con sư tử già dâu tóc đều dựng lên thần thái uy mãnh to giọng quạt lớn hắn giả mạo con cháu đã chết của phủ ta, tới đây mục đích là phá dối, rõ ràng bụng dạ khó lường, tất nhiên chúng ta phải bắt hắn lại rồi, có gì không đúng hả? Đối diện, có một người trung niên lạnh lùng nói. Ta tới đây chưa nói rõ là ý gì mà các ngươi đã vội vàng định tôi sao? Thạch hạo hỏi. Người tới đây mạo danh người khác thế còn chưa đủ hay sao? Đến tột cùng là có ý gì? Không cần nói nhiều, nhưng mà ngươi muốn ở võ vương phủ khuấy lên sóng gió đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người đứng bên cạnh thạch tử đang lên tiếng. Các ngươi hỏi tên ta, ta thành thật trả lời, chỉ dựa vào điểm này mà lại gán tội danh cho ta, các ngươi chuột dạ hả? Từ đầu đến cuối Thạch Hạo vô cùng thong dong, không nhanh không chậm đáp trả. Bên trong tòa phủ đệ, mọi người nín thở nhìn về phía trước, rất nhiều người đã trải qua chuyện năm đó, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cố gắng nhớ lại đứa bé suy nhược năm đó, xem có phải là một người hay không chúng ta đã biết ngươi, ngươi đến hoàng đô với mục đích không cho ai viết, rằng muốn quấy nhiễu phủ đệ đại vương hầu, bụng dạ khó lường. Có người mở miệng, một lão huynh đệ của thập ngũ ra hét lớn, ta thấy các ngươi mới là bụng dạ khó lường đấy, chưa gì đã gắn tội danh cho người khác, không cho phép nó mở miệng hả? Thạch Hạo nở nụ cười, nhìn về phía trước, nói, người nói là ta quấy rối phủ đệ các đại vương hầu, có thể cho ví dụ không? Chuyện này, người đứng bên cạnh thạch tử đang cứng họng, bởi vì hắn phát hiện lời nói ra hơi chút lúng túng, bởi vì đối phương đại náo chính là Vũ Vương Phủ có quan hệ rất lớn với chuyện năm xưa. Để ta nói cho người biết, ngày vừa này ta đã hủy đi Vũ Vương Phủ, về mặt thạch hạo trở nên lạnh, quát to một tiếng, nói, ta nghĩ, các người hẳn là biết nguyên do. Người, người trung niên kia sau khi va chạm với ánh mắt lạnh lẽo của thạch hạo thì khí thế không tự chủ được mà yếu đi, không thể đối diện được nữa. Năm đó các ngươi đã làm những gì, bọn họ đã làm những gì, chắc đều đã rõ, ta chỉ tới nói chuyện một chút mà thôi, vũ tộc thiếu ta quá nhiều. Âm thanh của thạch hạo rất vang vọng, cứ như là đau kiếm vang lên chấn động cho cả đám người sợ hãi. Người, nói dối, người cơ bản không phải là đứa nhỏ năm đó, lại có người ở bên cạnh thạch tử đang kêu lên. Một vị lão huynh đệ của thập ngũ ra ngay thấy thế thì chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh, quay về phía tất cả mọi người nói mở con mắt của các ngươi thật to mà nhìn thật kỹ nhé, đuôi lông này nơi khoái mắt của nó, có phải là có chút thần vận của từ lăng, có giống với lão thập ngũ hay không? Những lời này vừa ra rất nhiều người chấn động, lập tức quan sát thận cẩn thận, quả thật rất giống, chỉ trong nháy mắt mọi người đều tin cả, đây chính là hậu đại của đại ma thần đã trở về. Ta chắc chắn là nó, là Hạo Nhi sống sót trở về rồi, một ông lão hô lớn. Không sai, chính là Hạo Nhi, là đứa nhỏ năm đó, ông trời à, người đã mở mắt ra rồi, có người khác hô lên, vô cùng kích động. Thời khắc này, võ vương phủ trở nên náo loạn, tất cả những nhân vật trọng yếu đều đã tới, cho dù người đang bế quan cũng tỉnh dậy rồi xông thẳng với cung điện này. Đám người thạch tử đang nhất mạch nghe thấy thế thì biến sắc mặt, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên võ vương phủ chia làm hai đại trận doanh, nhân số không hề ít, chia làm hai khu vực, vô cùng đối lập với nhau một đứa nhỏ bị cho rằng đã chết đi nhiều năm về trước giờ trở lại, khiến cho người trong phủ trở nên ẩm ý. Chút nữa cẩn thận kiểm chứng thân phận, nếu là đứa nhỏ năm đó thì coi như là một chuyện tốt, cứ để nó nhận tổ quy tông vậy. Một ông lão bên cạnh thạch tử đang chậm rãi mở miệng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Nghe giọng điệu của người, người cảm thấy đây là một sự ban ân cho ta sao, thạch hạo hỏi. Ông lão đứng đối diện sắc mặt bình thản, nói, cháu a, à, thế ngươi muốn gì nữa hả, đây là một chuyện vui, nhận tổ quy tông, chúng ta phải giúp ngươi ăn mừng, ngươi còn không thích sao? Đây là một loại trọng thưởng cho ta sao? Ngươi cảm thấy ta phải cảm ơn cái ân đức này của các ngươi sao? Đây là nơi ăn xin ư, thạch hạo lạnh lùng hỏi. Thế ngươi muốn thế nào? Ông lão kia lại mở miệng, trên mặt có một chú hàn khí. Các ngươi tự cho mình là cao cao tại thượng ư, ai là thạch uyên? Nghe nói bị tổ phụ ta phế bỏ, trốn ở nơi nào rồi? Thạch hạo hỏi, khóe miệng kèm theo một tia khinh bỉ. Thạch Uyên chính là tổ phụ của Thạch Tử Đằng, cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu của nhất mạch này. Một người chủ quản lại bị phế như thế khiến cho mạch này vô cùng căm phẫn, không thể nhấc đầu lên nổi. Lúc này, Thạch Hạo lại dùng thái độ khinh bỉ khiến cho rất nhiều người tay nắm chặt thành nắm đấm. Thạch Trung Hòa, người có biết mình đang làm gì không? Một vị lão huynh đệ của đại ma thần quát to, thu lại sắc mặt đầy gian ác kia đi. Đừng quên năm đó các ngươi đã làm những việc có lỗi gì với đứa nhỏ này, bây giờ lại dùng cái giọng điệu đó nói chuyện hả? Thập bát thúc, không cần nổi giận, Hạo Nhi trở về lại một việc vô cùng vui, chúng ta bên chúc mừng nó, thạch tử đằng cuối cùng cũng mở miệng, về mặt bình tĩnh. Các ngươi cảm thấy, ta trở về là để nhận tổ quy tông sao, thạch hạo nói. Người muốn làm gì, thạch trung hòa hỏi, về mặt càng thêm lạnh. Ta trở về hay không thì cần quái gì tới sự tán thành của các ngươi? vẻ mặt của Thạch Hạo cũng lạnh xuống, nhìn bọn họ, nói, cái gọi là gia tộc đầy vinh quang và huy hoàng của các ngươi không có quan hệ gì với ta cả, thế thì việc kia thì cũng chẳng là gì. Câu nói này vô cùng bất kính, khiến cho đám người thuộc Thạch Tử đang nhất mạch biến sắc mặt, ngay cả những lão huynh độ của Đại Ma Thần cũng cau mày, không ủng hộ với ý kiến vừa nãy. Người có biết mình đang nói gì không? Người có tư cách gì mà nói như thế? Thạch Trung Hòa quát hỏi. Tại sao ta không thể nói như thế? Trước giờ chưa bao giờ có ý định gia nhập với các ngươi. Từ mười mấy năm trước phụ thân của ta bị các ngươi đuổi đi thì lúc đó ta và võ vương phủ đã không có liên quan gì nữa rồi về mặt lẫn giọng nói của thạch hạo đều nghiêm túc. Những câu nói này khiến cho nhiều người im lặng, chuyện năm đó tuyệt đối võ vương phủ đã có lỗi với thạch tử lăng nhất mạch bọn họ hơn nữa lại xuất hiện một đứa nhỏ được ngoại giới gọi là thiếu niên trí tôn nó còn cần người khác trọng thường nữa ư còn cần ánh hào quang là con cháu võ vương phủ nữa sao cơ bản không cần chỉ cần nó gật đầu vô số thế lực lớn thậm chí là thái cổ thần sơn cũng muốn cúi đầu khách khí xin nó gia nhập tương lai nó có thể đạt đến trình độ nào không người nào rõ được đây chính là một thiếu niên trí tôn chân chính có tư cách đoạt đi ngôi vị hoàng đế của thạch quốc đối với nó võ vương phủ quá nhỏ lúc này bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh bọn họ nghe được tiếng quát từ trong phủ trong lòng mỗi một người đều chấn động hạo nhi và đại ma thần nhắc tới đã xuất hiện không có tường nào mà gió không lọt qua được ngoại giới có tin đồn tôn nhi của đại ma thần chính là trí tôn trời sinh bị người ám hại cho nên mới dẫn tới cuộc đại chiến lần trước hiện tại một thiếu niên tên là thạch hạo đã trở về sao lại không làm người ta chấn động được chứ chẳng chắn sẽ gây nên sóng lớn ngập trời người không gia nhập võ vương phủ không muốn nhận tổ quy tông vậy ngươi trở về làm gì thạch trung hòa đứng bên cạnh thạch tử đằng lên tiếng hỏi ta tên thạch hạo vốn là trời sinh trí tôn nhưng khi còn nhỏ lại bị người móc đi trí tôn cốt rồi đặt vào trong cơ thể thạch nghị hôm nay trở về chính là đòi lại một câu trả lời thật hợp lý âm thanh của thạch hạo chấn động cả thiên địa chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ đặc biệt chuyển đi rất xa cứ như là dòng ngâm hổ gầm nó không hề che giấu gì cả dùng lời nói đơn giản nhất vạch trần án thảm năm đó khiến cho chân tướng được lộ trước mắt thế nhân cái gì thời khắc này các nơi trên hoàng đô đều chấn động tin tức này cứ như là một cơn lốc xoáy bao phủ cả tòa thành lớn toàn bộ thế lực không ai không rung động tuy từ lâu đã nghe được một vài tin đồn thế nhưng rất là mơ hồ không người nào nói rõ cả mà lần trước thập ngũ ra đại náo hoàng đô thì cũng không có giải thích cho ngoại giới biết nên mọi người cũng không biết rõ lắm cho đến hôm nay đứa nhỏ này đã nói ra tất cả tự mình đăng lên võ vương phủ đây mới được coi như là một con sóng lớn kinh thiên